Lạp Sơn, Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưu Đội Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 của ngày thứ 5 rồi. Thưa quý vị, sắp cuối tuần rồi và nóng nóng vô cùng. Ngày hôm nay là 8 tháng 10 2015. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chúc quý vị một ngày làm việc thật vui hoặc là nghỉ ngơi cũng vui luôn. Lạp Sơn có khỏe không? Dạ, thưa anh, Lạp Sơn rất là khỏe và Lạp Sơn xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay tôi với chúng tôi Lạp Sơn nhìn vào cái dự báo thời tiết thì hết hồn, tự là mình nhìn lộn ha. Tôi tưởng là tôi để cái hình sai. Em cũng tưởng là anh làm sai, giống như mọi lần là anh để cái hình sai giống như ở miền núi đó. Nhưng mà không phải, thưa quý vị. Ngày hôm nay là một ngày nóng vừa vừa thôi. Nhưng mà ngày mai là quý vị sẽ thấy rất là mệt mỏi với cái độ nóng nó quá cao. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 93 độ, thưa quý vị. Nắng nóng và không có mưa. Ngày hôm nay đa số là nắng, không có mây, gió nhẹ khoảng 10 dặm 1 giờ. Tuy nhiên vào buổi tối nhiệt độ hạ xuống rất là thấp, khoảng 67 độ. Cái nhiệt độ nó chênh lệch rất là nhiều. Độ ẩm thì 46%, chỉ số UV 7/10, mặt trời mọc là 6 giờ 52 phút sáng và lặn ở 6 giờ 28 phút tối. Tuy nhiên ngày mai quý vị sẽ phải cảm giác một cái cơn nóng và nó là khủng khiếp ha. Trên 100 độ, 103 độ thưa quý vị. Mình thấy đó 103 độ nhưng mà vào buổi tối anh thấy nhiệt độ nó khác, đến 30 độ 32 độ, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó chênh lệch quá cao. Tôi nghĩ rằng đến chiều tối chưa chắc là đã mát dịu trở lại. Và có thể là cái nhiệt độ 71 cái này nhiệt nó độ phải này đến 4-5 giờ sáng là mát cỡ từ như vậy. Phải 1-2 giờ sáng trở đi, cho nên là thứ sáu 103 độ, nóng nhất trong tuần. Và quý vị để ý cho tới cuối tuần thứ 7 96 độ, sang tới Chủ nhật thứ hai vẫn còn trên 90 độ, thứ ba vẫn còn trên 90 độ. Cho đến thứ tư tuần sau, mình mới nhẹ nhàng được một chút xíu là 89 độ. Riêng với quý vị, đây là chỉ là nhiệt độ ở cái khu vùng nóng thôi. Woodland Hills, Fullerton, Anaheim, v.v. Còn ở trên vùng Riverside và đến Indio và Palm Springs nữa, nhiệt độ nó còn nóng hơn nữa, cả 108 hoặc là 110 độ. Nhưng mà quý vị ở Westminster, ở vùng gần biển thì có thể nhiệt độ khoảng 99 độ thôi. Khoảng thấp hơn khoảng 4 độ, 99 độ. Đó là những diễn biến hiện nay. Cho nên một lần nữa, từ bây giờ đến tuần tới luôn, và đây là 10 ngày cho đến mãi thứ 77 tháng 10. Cho đến tuần sau thì mình mới thấy cái nhiệt độ nhưng mà vẫn còn trên 80 độ. Trên 80 độ, thưa quý vị. Vậy là trong khi đó, các con số liên quan đến thị trường tài chính tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, Dow Jones cố gắng vượt lên màu xanh, nhưng cho đến giờ phút này, sau hơn một tiếng đồng hồ mở cửa, vẫn chưa thấy có những cái diễn biến nào tốt đẹp hơn. Dow Jones xuống 23 điểm, S&P 500 xuống 5 điểm, Nasdaq xuống 36 điểm. Những gì mà có được ngày hôm qua thì xem như hôm nay biến mất hết, thưa quý vị. Lý do là một lần nữa họ lại theo dõi những cái bản ghi nhớ của Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra, Street Eyes Fed Minutes, bản ghi nhớ, liệu rằng có tăng phân lời vào tháng 10 hay không. Mặc dù nhiều người nói rằng không có tăng, nhưng mà đó chỉ là đồn đoán mà thôi, cho đến khi có phán quyết cuối cùng của Ngân hàng Trung ương, lúc đó mọi người mới biết được. Vàng xuống 4,5 đồng, 1.144 đồng 20 sen, dầu lên 65 sen, ở mức 48 đồng 46 sen. Dầu trong 2 ngày qua đã cố gắng vượt mức 50 đô la nhưng mà chưa vượt được, thưa quý vị. Có lúc tưởng là nó vượt quá 50 đô la rồi. Giá bắp xuống 4,25 đồng 391 đồng 50 sen. Thị trường tài chính tại Hoa Kỳ, giới đầu tư cho rằng vẫn lên xuống bấp bênh vô cùng, và từ bây giờ cho đến cuối năm nay họ đang chờ đón những cái con số liên quan đến mức lợi nhuận của các công ty, và liệu xem người tiêu thụ của chúng ta có chi tiêu vào mùa Giáng sinh này hay không. Bắt đầu vào cuối tháng này rồi, người ta sẽ tìm hiểu xem các con số liên quan đến việc mua chơi của giới khắp nước Mỹ vào lễ hội Halloween này. Và quý vị đừng quên, Halloween Little Sài Gòn TV cũng tổ chức. Dạ vâng, Halloween sẽ tổ chức ở Phước Lộc Thọ, đúng ngày thứ 7, 31 luôn. Cho nên quý vị nhớ tham dự, rất là vui, đưa các em ra. Và chúng tôi có cuộc thi 3 lứa tuổi, chúng tôi có theo thông báo. Thứ nhất là từ 10 tuổi trở xuống nè. Thứ hai là từ 11 tuổi tới 18 tuổi. Thứ ba là từ 18 tuổi trở lên, thưa quý vị. Cho nên quý vị nhớ ghi danh tham dự 714-979-9562.
Hôm nay có nhiều bản tin liên quan đến tình hình quốc tế và tại Hoa Kỳ với chúng tôi xen lẫn để chúng ta cùng theo dõi. Đây là hình ảnh của một người đàn ông đang treo toàn ten dưới cái cây cầu. Đây là một cái ngày làm việc mà phải nói là rất là sợ hãi cho tiểu bang Texas và những người làm cầu đường, thưa quý vị. Vâng. Một công nhân chuyên về ngành giao thông vận tải không biết vì lý do nào trật chân trong lúc mà đi trên cầu này, nhưng mà may mắn là những công nhân này luôn luôn có những bộ quần áo và sợi dây để bảo đảm an toàn cho cá nhân của những công nhân này. May mắn khi mà bị trật chân ngã xuống thì cái sợi dây đã giữ anh lại và anh may mắn thoát chết và trên cây cầu ở thành phố Houston. Trong khi đó, ở tại vùng Los Angeles, một chiếc máy bay nhỏ bị trục trặc kỹ thuật. Một máy bay nhỏ, một động cơ đã rơi vào một cái khu nhà ở thành phố Compton, nằm ở phía nam thành phố Los Angeles. Mới vào chiều ngày hôm qua mà thôi, sở cảnh sát cho biết trên máy bay có một người phi công đàn ông duy nhất mà thôi. Và may mắn cho ông này, trong những vụ tai nạn máy bay nhiều lần từ nhiều tuần lễ trước thì đa số là có nhiều người tử nạn. Nhưng máy bay này được xem là bay thấp và có thể tìm cách hạ cánh khẩn cấp. Vì thế khi mà bay la đà và cuối cùng không có thể đáp xuống được thì đã rơi vào. May mắn hơn nữa đó là lúc mà anh rơi xuống đó, cái khu đất này nó có nhiều cây. Dạ vâng. May mắn hơn nữa là khi mà cái đuôi máy bay rớt vào cái ngôi nhà này đó, những người ở trong ngôi nhà này họ đang sinh hoạt trong nhà, nhưng những người này không có ai bị thương tích gì cả. Dạ vâng. Chiếc máy bay này không rơi xuống căn nhà này, đó là những nhân chứng cho biết nếu mà rơi xuống và nổ, dạ vâng, thì chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa, thưa quý vị. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị tiếp tục các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.